theo dõi em nên là chị biết cô giáo của em ở ngoài Nha Trang tên là Phượng. Học chung với chị hả? Đúng rồi, Phượng học chung với chị. Trời ơi. Ủa là chị dạy được nó luôn hả? Chị học trước lâu vậy hả? Kiểu chị già rồi đó. Vậy học chung lớp luôn. Học trong Hồ Chí Minh luôn hay đúng là? Rồi, đúng rồi, đúng rồi, trường sân khấu điện ảnh. Dạ, ngày trước em học một lớp đạo diễn sân khấu ở Nha Trang là cô Phượng là người dạy em môn nâng kỹ thuật biểu diễn. Lớp của em thì chỉ có 6 người thôi. Và sau khi mà tụi em tốt nghiệp được cái khóa đấy là trường cũng bỏ cái ngành ấy luôn. Đóng khóa luôn rồi. Chị em mình có duyên ghê luôn vậy đó. Thi xong cái cuộc thi Hoa hậu áo dài, cái cuộc thi nó nín luôn. Chị vẫn còn là đương kim tới bây giờ luôn. Lúc đó mình ăn chơi chứ ghê lắm. Ăn nhậu quỷ vậy đó. Sao mình dạy con ta? Dạy sao được, rồi nuôi sao được nữa. Mà lúc đó là cũng có một cái thằng cháu thì bây giờ nó là chị nuôi nó đến bây giờ đó. Lúc đó là với tâm thế là mình nuôi cháu, mình cưng nhưng mà mình chưa có trách nhiệm. Nên mình hơi cái đẻ nó ra làm sao mình cái đầu hay cái đó kiểu gì đó. Mạc Văn Khoa, Phan Như Thảo xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Nhà có khách. Ngày hôm nay khách mời của mình là ai vậy chị? Nhân vật chính á là mới có 2 tuổi thôi. Hả? Ủa, một tuổi, hai tuổi. Ủa, 2 tuổi thì chị em mình giao lưu kiểu nào? Mình giữ em bé. Em đóng vai là người giữ trẻ hả? Để cho mẹ nó giao lưu với chị. À, là có mẹ đúng không? Có mẹ là yên tâm chứ cháu tới đây thì cũng giao lưu hơi khó đấy vì 2 tuổi mà. À, mời khách mời nha. À, chị mời đi. À, xin mời khách mời ngày hôm nay ạ. À. Vô đây. Ôi, vào đây nào. Chào cô chú. Ôi, em chào chị. Xin chào. Trời ơi. Con ngại. Chào nhà, con. Ngại. Chào chú. Chào chú. Đó. Chị ba leo lên, giỏi quá, chị ba leo lên. Ngồi đi, ngồi đi. Leo lên tự ngồi luôn. Không cần mời gì hết. Mời luôn. Gia đình nó thích. Ngồi tựa vào ghế là cứ như nhà mình ấy nhỉ. Con chị nó tự nhiên lắm em. Dạ. Chào mừng chị đã tới với chương trình Nhà có khách. Chào em. Mạc Văn Khoa, chào Phan Như Thảo và chào chương trình Nhà có khách nha. Thôi chị chào như đó thôi. Dạ, chị tiếp lời thì chị giới thiệu về mình luôn ạ. Dạ. Dạ. Tới luôn nha. Mình là Diễm Châu, năm nay 40 tuổi. Hả? 40 tuổi hả? Ờ, sao cưng? Trẻ quá chị ạ. Chị cảm ơn. Em năm nay 32 đấy. Ờ, thì dạ. Em cũng hơi đơ cái chồng. Trẻ. Lẽ ra là dẫn năm bạn đi chung nhưng mà sợ cái phim trường người ta làm gì không có được nên là thôi hai đứa thôi. Đây là bé Út, em Út của chị. Dạ. Cũng tên Châu luôn. Ủa là nhà chị là một bầy Châu luôn, từ từ trên xuống dưới là Châu hết. Diễm Châu, Bảo Châu, rồi tới bà ấy Châu. Ái Châu là đang quản lý cái quán ăn của chị. Chị đang kinh doanh online. Tất cả các đồ ăn vặt, ăn chơi, ăn thiệt gì nhà em cần gì thì cứ alo chị. Bánh tráng trộn, rồi dạ. Trái cây sấy, rồi cơm cháy, trà bông. Rồi nếu mà cả gia đình cuối tuần muốn đi ăn thì nhà chị có quán lẩu, rồi bánh canh mực. Ví dụ như là em ốm đúng không, chị có cái đồ để cho em mập luôn, đồ ăn cho mập luôn. Nhà chị cứ như khu phố ẩm thực đấy ha. Đồ ăn dặn, đồ ăn vặt, đồ ăn chính, đồ ăn thân miệng có hết luôn hả? Kiểu gì cũng có hết trơn. Con em mà đi học muốn mang đồ ăn theo mà em bận quá chị ơi, làm sao mà em nấu được đồ ăn của chị. Không, chị nấu sẵn em ơi. Rồi đem về chỉ cần hâm lên lại cho con thôi là được. Còn em tên là Ái Châu đúng không? Dạ đúng rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 32 ạ. Ôi sao nhà mình ăn cái gì mà trẻ thế chị? Cái ăn đồ ăn nhà chị đó em. Em nghĩ là em định kêu là bé tên gì nhưng mà sợ là hơi bé lắm. Năm nay là 32-33 tuổi rồi đó. 32 là cũng ngang tuổi em luôn đấy. Còn hai cháu đây là bạn này là 21 tháng. Hai đứa sinh đôi vậy? Nãy em nghe chị nói là có 5 em rồi chị. Đúng rồi, ba bạn kia là lớn rồi, quậy quá, năn nỉ. Bữa nay mẹ đi quay cho hai em đi. Mẹ làm ơn mẹ cho con đi quay đi, con không quậy, con hứa con mẹ quậy. Mẹ làm ơn cho con đi quay. Hứa vậy chứ mà nó không có giữ lời hứa nên là tao chơi ở nhà. Bình thường đi theo chị nó quậy gì? Đang quay phim gì nè. Chú, cái này nói sao chú? Chú, rồi cái này, ủa sao cái micro này nó dày vậy chú? Ủa sao cái bình hoa để đây vậy chú? Ủa sao cái này mình dẹp đây được chú? Còn đúng chú, sao để sách đây chi vậy kiểu gì đó? Không có quay được. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất.
Mới nghe chị nói sơ qua thôi là em tưởng tượng trong căn nhà là lúc nào cũng không có khúc tĩnh lặng đúng không? Lúc nào cũng sẽ rất là hồi gọi là náo nhiệt đúng không? Nó ồn lắm. Em không, em muốn có một cái khúc nào mà nó yên lặng để em ngủ là không bao giờ. Nói chung là muốn qua nhà chị chơi là phải ngủ trước đó. Ngủ cho đủ giấc rồi xong mới qua nhà chị chơi chứ. Hôm qua đấy là thiếu ngủ là suy nhược cơ thể luôn. Là ra ngồi vậy con. Không, cứ thoải mái chị ạ. Như trong nhà mà. Ừ gì đó hả? Chị sợ là tới nhà ta mà mày nó kỳ quá, nó ngại quá. Gừng. Dạ, nó làm nó lăn lê bò. Như nhỏ nó. Nó đang lau nhà. Cháu nó đang muốn ba lê đấy. Theo dõi em nên là chị biết cô giáo của em ở ngoài Nha Trang tên là Phượng. Là học chung với chị hả? Đúng rồi, Phượng học chung với chị. Trời ơi. Ủa là chị dạy được nó luôn hả? Chị học trước lâu vậy hả? Kiểu chị già rồi đó. Mày học chung lớp luôn. Là học trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hay đúng là? Rồi, đúng rồi, dạ. Đúng rồi, trường sân khấu điện ảnh. Dạ, ngày trước em học một lớp đạo diễn sân khấu ở Nha Trang là cô Phượng là người dạy em môn kỹ thuật biểu diễn. Và lớp của em thì chỉ có 6 người thôi. Cả cái lớp trường học em có 6 học viên học sinh thôi chứ. À, nguyên lớp em có 6 người thôi ạ. Lúc em ở ngoài Nha Trang thì chỉ thi đầu vào, đa phần người ta sẽ thi ngoài Hà Nội với lại trong thành phố Hồ Chí Minh, còn ít ai mà thi ở ngoài tỉnh lắm. Và sau khi mà tụi em tốt nghiệp được cái khóa đấy là trường cũng bỏ cái nguyên ngành ấy luôn. Đóng khóa luôn. Trời, đóng khóa. Chị em mình có duyên ghê luôn vậy đó. Thi xong cái cuộc thi hoa hậu áo dài, cái cuộc thi đó nó nín luôn. Chị vẫn còn là đương kim hoa hậu tới bây giờ luôn. Vậy nó mới tá trị chị ơi, là mình không có trao lại mình. Vậy nó mới trường tồn chỗ. Dạ. Đến bây giờ vẫn còn là đương kim nha, chưa có ra trao lại cho ai luôn. Trong cái thời gian đi học thì chị có đi diễn thời trang. Dạ. Rồi chị đi thi hoa hậu, tốt nghiệp ra xong rồi bắt đầu đóng phim. Đóng phim xong rồi bắt đầu gặp sự cố. Sự cố là sự cố gì hả chị? Thì sự cố có con. Khi mà mình con bé là bắt đầu mình ngưng. Ở nhà luôn. Dạ, ở nhà luôn. Cũng định làm đi diễn lại. Dạ. Nhưng mà tại vì khi mà mình đi diễn thì mình bỏ con mình á. Chị cũng cầu toàn á. Đồ ăn của con chị là chị phải tự nấu. Lúc đấy là chị bao nhiêu tuổi? Chị 33 tuổi rồi. Ồ, 33. Ừ, cũng già rồi đó. Dạng mà ế dưới quê á, ba mẹ hối thúc lấy chồng rồi đó, nhưng thôi không ai lấy mình, thôi mình đẻ đại đi. Không ngờ là nó lại đến với mình, cũng lo lắng là không biết là mình có nuôi nó được không. Lúc đó mình ăn chơi thấy ghê lắm, ăn nhậu như quỷ vậy đó. Ta mình vợ con ta dạy sao được rồi, nuôi sao được nữa. Mà lúc đó là cũng có một cái thằng cháu, thì bây giờ nó là chị nuôi nó đến bây giờ đó. Lúc đó là với tâm thế là mình nuôi cháu, mình cưng, nhưng mà mình chưa có trách nhiệm. Cái này mà thôi, kẻ đẻ nó ra làm sao, rồi tới đầu hay tới đó kiểu gì đó. Dạ, cái tự nhiên khi mà mình sinh con mình ra, cái bản năng làm mẹ nó trỗi dậy, nó thức dậy hồi nào không hay. Biết cách dạy con, mình biết cách giao tiếp, mình biết cách nói chuyện với nó như thế nào, như thế nào. Chứ trước kia chị làm đồ ăn lại nó dở với nhỏ tiếng Sài Gòn ấy chứ. Là chị nói thiệt. Rồi sau đấy là có một bé rồi là mình cảm thấy mình cái bản năng của người mẹ mình trỗi dậy rồi. Nên là mình làm luôn là 5 bé hả chị? Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Chị có đẻ 3 đứa thôi. Dạ. 2 đứa kia là của con em gái chị. Nó lớn hơn thằng lớn của chị. Giật con của người ta nuôi á, chứ cũng không có phải là người ta đưa về mình, thấy không? Đem hai vợ chồng nó xuống đây luôn. Mà hai vợ chồng nó mất đi làm á, thôi tụi nó đi về chỉnh làm cho chị ở đây gì nuôi luôn. Chị cũng thích em bé nữa. Dạ. Mà thích con gái mà tự nhiên đẻ cả con trai. Có cái bà kia bạn gái nữa, nhưng mà bà chơi với hai thằng lớn á, bà cũng như thằng con trai. Định đẻ một đứa thôi, cái xong mày đi qua bển còn đúng 2 cái phôi luôn. Suy nghĩ quá trời luôn, giờ cái 2 phôi mà bây giờ bỏ đứa, mình nghĩ nó cũng là con mình, giống như là nó một cái sinh mệnh á. Mình đẻ ra thì mình sợ mình nuôi không nổi. Dạ. Đó, mình 3 đứa rồi, giờ thêm đứa nữa thôi, mình thành 5 đứa không nổi. Xong rồi cái không thể nào mà bỏ được, thương quá. Trổ liền. Mình nét cái giọng quyền lực dễ sợ luôn vậy cháu. Nét dậy con em bị bất ngờ ấy. Lô. Ôi, mẹ bệnh nhân như vậy thì có. Số này tần số bà vú, tần số bà vú này bà vú kia, hoặc là cô gì chú bác thì không có đúng tần số là nó không có nghe. Tới giờ ăn cái bà vú ăn đi con, hoặc là gào thét lên ăn đây bà, nói con ăn đây, chút mẹ vô mày đánh đòn bây giờ. Tụi con có ăn không? Ngồi ăn đi, ăn đi. Chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi. Kể tới đâu quên rồi.
tới khúc anh rồi đấy chị. Đâu, kể tới khúc hai đứa. Trời đất ơi, quên mất tiêu. Đó, xong rồi mấy hả, suy nghĩ quá trời luôn. Thôi, quyết định hai đứa luôn, ráng. Ráng bây giờ là phải ráng cài. Cái bà này là hồi nhỏ, cái mỏ bà giống mỏ chị nha, cái mỏ nha. Má ơi, video âm xong kêu chứ. Cái mình là mình da vàng, mình thấy da trắng. Chị trẻ, chị chọn, chị không chọn trang. Chọn thì ai biết nhau là người ta có thiệt hay không, người ta làm lộn sao. Trời ơi, là con trời phẫn phật cho con da trắng nha không. Chứ được da đen, không biết con có thương nó không nữa con. Lo miết, lo miết. Đẻ ra hú hồn, hú vía bả màu trắng. Có hồi đó đẻ đứa là tiếc lắm. Thấy nó đã quá nhà chị là chị mê con gái lắm. Cái ông kia mà hồi đi siêu âm, bác sĩ nó giống ba, cái buồn đi về luôn. Buồn nhưng mà đẻ ra là cũng cưng quá trời cưng. Nó dễ thương mà chị, nó ngoan mà nó hiền rồi. Nó rất là ngoan, nói là nó nghe nhưng mà nó hay nói nhiều thôi. Con chị nó bị bệnh nó nhiều thôi chứ không có gì. Giống má đó mình ơi. Em của chị có vẻ ít nói hơn chị nhiều hả? Ý là chị dành gì nói hết rồi, chị dành gì nói hết rồi, nó đâu có nói đâu. Nãy gì nó đâu có chỗ nào đâu chén vô. Bình thường ở nhà cũng vậy luôn. Buôn bán quá trời như vậy thì cái thời gian và cái sức đâu mà chị có thể làm được kinh khủng như thế. Em chia sẻ thật nha, em chỉ có bán bún đậu thôi mà nhiều khi còn đau đầu mà đủ thứ nó xảy ra mà quản lý rồi. Hơn 300 món đó, chị tự làm ra đó. Chị ra công thức rồi xong cho bếp làm. Còn nếu mà bữa nào bếp bận thì chị sẽ vô chị nấu. Hồi trước thì chị tự làm nhưng mà bây giờ là đã có một chị gái chị phụ. Dạ. Rồi bạn này chị share ra cho bạn này một cái quán bánh canh. Ừ, thì cũng ráng sao ai biểu để nhiều chứ. Rất là vất vả luôn. Thì cũng là động lực từ con đúng không chị? Ừ. Thì tụi nó là cho chị động lực chứ hồi trước chị đi chơi không mà chị đâu có biết gì đâu. Hồi trước là chị không có biết nấu ăn nên là chị toàn ăn ngoài đường luôn mà. Dạ. Hồi trước chị ốm lắm, ốm nhem vậy đó. Dạ. Là tại vì chị nấu dở. Ủa nhưng mà ai chào ngày xưa bà vừa nấu ăn dở này bà vừa đi chơi. Ờ đi chơi nữa. Chị có bầu các em nghĩ sao? Ủa, em cũng hơi hơi lo, ý là nó chắc nó nghĩ rồi. Ủa bà này nó có nuôi con không? Hồi xưa chị em đi là em giặt đồ cho chị em. Không phải là giặt tay nhưng mà mình cũng là người dò soạn đồ ra đi giặt đồ đẹp đồ bỏ vô máy giặt đồ là em làm hết. Em tự nguyện á hả? Không, cái đó em phải làm thôi. Ở nhà cái okay. Mà phải làm chứ thì sao? Đó bây giờ chị vẫn không giặt đồ nha, biểu chị nấu ăn gì nấu nha. Dạ. Chị lau nhà là chị không lau nha. Sao vậy? Sợ cái công việc đó lắm. Cầm cái chỗ đó giống như là trời quánh chuyện cái hay sao sợ kiểu gì đó. Chị nấu ăn thôi còn không có dọn dẹp. Giống như chị nấu xong rồi mọi người cứ cái phần mà dọn dẹp cái... là đứa nào dọn dẹp có bài không? Nó nấu gọn gàng hay nó bài à? Bài lắm chị. Đủ sức đi nói. À, khi chị nói về cái chị nấu ăn em cảm thấy nó nhiệt huyết. Em tưởng tượng lên một gian bếp. Mà sau khi chị nấu xong em tưởng tượng được nguyên cái gian bếp đây luôn á. Em hình dung được luôn á. Từ một người không thích nấu ăn và không biết nấu ăn luôn mà tại sao mà có thể nấu được nhiều món như vậy? Vì điều gì chị? Vì con là chị thích ăn hay là... Chị sợ nó ăn ngoài không có tốt, không có đảm bảo dinh dưỡng. Nên chị tự nấu. Jolie con có ngồi lên không? Con không muốn ngồi lên không? Đâu sợ. Không hả? Ngồi chú đi ra với chú đi. Đi đi. Nha. Không thì con ngồi lên. Lên ăn ngồi lên. Không ngồi dưới dơ nha. Cái cô này có kỷ luật thép không? Ờ vậy đó. 5 phút sau là nó quên rồi. Rồi ở nhà mình 5 đứa mình có dạy nó bằng cách đánh hay đây là phạt gì? Có phạt. Bây giờ chỉ mới là nằm ở cái mức độ là nhịp cây thôi. Nhịp với cây lên mông hả? Nhịp với cây hoặc là khẽ một cái. Khi mà bạn có lỗi cũng phải nói nguyên nhân tại sao. Dạ em là có cái cây roi cái roi. Roi mây á chị mua từ bên Mã Lai về á. Dạ. Đi mua Mã Lai cái roi cho đánh con luôn hả? Ừ. Thì chị có nhỏ bạn ở bên đó nó kêu chứ ở đây người ta đánh con bằng cái này thì đã dễ sợ luôn. Hai má đi hai bà đi vô mà thấy cái cây quánh con á mà mừng dễ sợ. Á trời ơi nó đây nó bán rồi nè, mua về mỗi bà 10 cây. 10 cây hả? Mình xài mấy cây rồi. Là nó dục hết trơn rồi em ơi. Chị giấu dữ lắm mới được còn cây đó. Thì tới với chương trình của tụi em ấy thì ngoài những cái chia sẻ về gia đình, về những thứ tích cực, những thứ tốt đẹp thì đôi khi nó có những cái mặt trái của sự thật nữa và chúng ta cần phải được phơi bày ra. Thì ngày hôm nay Ái Châu à? Bắc Châu. Anh cần sự chân thật từ em. Một người chị có thể nói là tốt nói hơi nhiều, quyền lực như vậy. Nhưng đôi khi ở nhà em không có tiếng nói, nhưng tới đây em phải nói ra mặt trái của sự thật. Sau đây sẽ là màn bốc phốt từ em. Chị em nấu ăn ngon thì em rất là thích. Nhưng mà nhiều lúc em cũng không thích chị em nấu ăn cho em nữa. Tại vì nấu xong em dọn mệt lắm. Ăn đã cái mồm xong đó mình mệt cái tay lắm. Dạ đúng rồi. Với lại chị em có một cái tật đó là bỏ đồ lung tung. Không thích dọn nhưng lại rất là thích bày. Đồ đạc đều là bỏ lung tung.
Ngoài ra thì chị em cũng không có gì, lâu lâu hay la em thôi. Tại vì em ở với chị em là ở ké nên là cái phận của em là nên em cũng im lặng, em không có nói gì hết. Em đi theo em dọn cho bà từ cái hồi mà bà chưa có con luôn. Dạ đúng rồi, trời, lúc mà chị em sinh có con nhiều quá nó sợ nó dọn ra ngoài luôn. Đúng rồi, bây giờ thì em không ở chung rồi, em sợ nữa không? Cuối cùng em cũng thoát rồi hả? Dạ đúng rồi, em thoát mấy năm rồi. Nhưng mà lúc mà chị sinh đứa đầu tiên là em ở với chị là em phụ chị chăm bé đó đầu tiên. Dạ còn hai bé này thì em không có chăm. Cái gì giỏi quá ha, gì là chăm được hết luôn vậy? Nói chung là cả nhà chị là đứa nào cũng mê hết. Ba mẹ chị cũng mê nữa, mê mê duyên á. Hai đứa đứng lên, ngồi lên ghế cho mẹ. Răng liếm cái sàn nhà. Nó lao nhà cho cô chú đó. Lara con đứng lên không? Lara không đứng lên đi ra kia đứng với chú. Nó còn nhìn chú một cái coi chú có đẹp trai hay không gì đó mới ra chứ không ra luôn. Nhìn chú có đủ sức hút không mới dám ra đấy. Không có ổn lắm, đây ngồi lại. Hay là qua đây ngồi với chú nhá. Không. Không. Thì hai chị em cũng đã thốt nhẹ nhau rồi thì sau đây thì đã là chị em mà, chị ngã em nâng thì sẽ phải hiểu ý nhau thì mới có thể mà giúp đỡ nhau tới ngày hôm nay được. Sau đây sẽ là một cái trò chơi rất là nhỏ thôi ạ, trò chơi mang tên là hiểu ý. Hay giữ lộn nhau lắm, kinh doanh cũng vậy, là tôi nói đường cái bà thích kiểu vậy đó. Thôi tôi giao cho bà nguyên cái quán, bà tự quản lý, còn tôi cũng quản lý của tôi. Kiểu vậy đó. Cãi nhau nhiều, nhiều đó. Không được nhìn nhau. Không nhìn nhau, sẵn sàng chưa? Rồi. Đam mê lớn nhất của chị Châu là gì? Rồi. Bán là ghi nhanh thật, cái gì cũng trong nhanh. Mày ghi dài là sai rồi. Không chưa? Tao ghi ngắn mày ghi dài là sai rồi. Rồi sai rồi. Đưa đáp án ra đi ạ, xem có khớp với nhau ạ. Kiếm tiền con. Đấy không có rồi. Tao kiếm tiền cho con. Tao kiếm tiền nó có cho cha tao đâu. Chùi liền. Không có hiểu ý nào, kiểu gì đó. Ái Châu nói là đam mê của chị Diễm Châu là tiền. Ý là kiểu nhau mà dạ. cái chuyện gì mà có tiền là chị sẽ làm. Chị em là kiếm tiền để có thể có cuộc sống nó tốt hơn là cho con và cho bản thân mình. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến tiền hết. Làm cái gì ra tiền là làm hết. Ngày nào nghĩ tới tiền mà nhìn mặt chị trẻ thế nhỉ? Chị vậy. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Cái mục đích kiếm tiền của chị để phục vụ cho chị, gia đình chị. Ví dụ như chị mất một cái bóp tiền, có nhiều người người ta sẽ cảm thấy là buồn, bực bội, thoải mái. Đối với riêng chị suy nghĩ đơn giản của đi thay người. Chị rất bình thường, chị nghĩ như là nếu mà chị buồn, chị bực, chị khó chịu thì cái tiền đó không có đến lại với chị. Thì không mình không cần nghĩ về nó nữa. Đúng, không có gì một, đó đúng, em nghĩ đến đó. Một cái dạ. chuyện khác nó vui hơn dạ. Và để cái thời gian đó mình đi làm kiếm tiền hoặc là chơi với con mình. Đấy. Rồi tiếp theo Chị Châu có tật xấu gì mọi người hay chê bạn nhé? Chê chị là khen chị không? Chị ghi ra đi. Chị đừng có ảo tưởng nữa, chị thật lòng chị đi, chị cứ nói vậy nữa. Không, chị nghĩ thật lòng coi. Trời mọi người ơi, chị tự chơi em không vậy? Tự chơi mình coi. Em có chơi chị gì không? Em có thấy chị cái gì xấu không? Sợ hãi là có cầu lia liền. Không có gì. Thì chị tự chơi chị hả? Cái gì mọi người hay phàn nàn này chị nhất. Anh Châu xong rồi kìa. Quay ra đi ạ. Hay chửi nói nhiều nó cũng hợp lý. Cũng hay chửi là đúng rồi. Rồi cái khách hàng cứ complain hay complain chị rồi em ăn xong rồi em nói, hoặc là em nói đi rồi em ăn. Bây giờ là bán đồ ăn mà không ăn thì người ta không nói, người ta không mua. Mà bây giờ ăn mà ngồi ăn im hơi, con này có bị điên không? Tắt tay chim thì ngồi ăn, mày ngồi ăn hoài mấy chục nói đó thì thôi không cảm nha, mỗi lần ăn nha che miệng lại nha, được không ha, hợp lý nha. Bị complain cái vụ nó nhiều, được rồi, đúng rồi đó. Câu này là thấy hiểu ý nhau đấy. Rồi bây giờ tới câu thứ ba. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Món chị cho thích nhất là món gì? Chết rồi. Bánh tráng. Rồi Ái Châu ơi. Thôi nhưng mà ta phải là ăn rau củ, trái cây. Ừ. Hồi trước thì chơi thích ăn bánh tráng trộn thì. Nhưng mà cái mặt hàng đầu tiên mà chị bán là mặt hàng gì vậy chị? Đó là món ba rọi trái tỏi. Món đó là món gọi là món gì ta? Chủ lực hả? Chủ lực á, là hồi trước á, nhờ món đó là chị vực doanh thu lên gấp 10 lần. Lúc đầu làm hả, có 10 cái thịt à. Mà tao nói hả, làm hai chị em làm từ sáng hả? Làm từ sáng đến 11, 12 giờ đêm mới xong. Chắc là cực vậy luôn á hả? Cực lắm. Em mua về, rồi em lóc da, rồi em mới cắt nhỏ ra, thắng mỡ ra. Rồi em mới đem đi, em xào với nước mắm. Nó văng như đó, hồi trước làm ở trong nhà chung cư mà. Cái nồi nhỏ xíu, cái bếp nó cũng nhỏ xíu, nó trời nó lâu, dễ sợ luôn. Có bữa làm nó khác, trời ơi. Không phải là nó tiết tiền mà nó tiết cái công từ sáng đến chiều tối khuya hai chị em làm mà ăn đâu có được, bán cũng không có xong, cho cũng đâu có được cho, để nó miết luôn, để hình như 3-4 tháng sau thì cứ thấy chiếm chỗ mới đem dùng. Tiết cái công mình làm ra mà để vậy đó.
cái món đó là rất là cực, nhưng mà bây giờ thì đã có người gia công cho cái công đoạn là lóc da rồi thắng mỡ rồi thì bây giờ mình chỉ còn có mang về mình xào thôi. À, bây giờ vẫn là tự tay chị làm hết hả? Đúng rồi, giao cho bếp làm. Dạ. Nhưng mà lâu lâu cái mình cũng phải kiểm tra rồi mình. Không có, bếp là nó phải hửi hơi chị, chứ phải ngồi đó đó, ngồi canh nó trên bếp gì đó nó mới làm được, thôi không mà nó làm hư. Nấu ăn á, cái quan trọng nhất không phải là công thức mà là lửa, canh lửa không đúng là bị su cà na liền. Vậy ha. Ừ. Ví dụ như công thức bánh flan, nhìn cái công thức và cái cách làm nó rất dễ, rất nhưng dễ. Mà em phải canh lửa thì để cho nó cái bánh nó béo, nếu mà em để nó chừng một vài cái lỗ thôi là nó hết béo liền, bánh nó bị khớp liền. Dạ vâng, vừa rồi là ba câu hỏi hiểu ý thì cũng có lúc hiểu lúc không. Chị em mà không thể nào mà hoàn hảo 100% được. Nãy giờ thì em cũng vừa nói chuyện, em giao lưu, em có nghĩa qua bàn bên kia thì em thấy nguyên một cái dàn đồ ăn chờ sẵn. Chị chỉ mang một phần nhỏ xíu để mời tụi em thôi, chứ cỡ mình đem hết chắc phải kéo một xe tải lên á. Dạ vâng ạ. Tại vì thật sự là em cũng nói xa xả từ đầu giờ, từ tháng tới giờ cũng ăn khá là ít chị ạ. Thì bây giờ này chị em mình di chuyển qua bàn bên kia ăn thử chị ha. Thử cái món chị làm đi ha. Dạ. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với lại gian hàng nhỏ xíu của chị Diễm Châu ạ. Bình thường thì khách mời tới đây thì tụi em sẽ có những món ăn để mà mời khách mời, như ngày hôm nay thì tới chị ngược lại vậy? Dạ, chị là một con đường ẩm thực luôn rồi, chị là một khu phố ẩm thực cho rồi. Chứ bây giờ chương trình cũng không biết là mời chị món gì nữa. Thì thôi để chị mời cho nó dễ hơn và nó tình cảm hơn chị ạ. Đây, trước mặt Khoa là một cái đĩa rất là nhiều đồ sấy. Giá bưởi nè. Vỏ bưởi. Giá cam. Vỏ cam. Thơm sấy nè. Thơm sấy, thơm muối ớt. Đã. Cái con đường mà đến trái cây sấy này cũng vui lắm. Lúc đầu á là chị chỉ bán những cái đồ mà cá biển đi ở ngoài biển thì mua về, xong rồi Thảo thì Thảo nói là mua về Thảo nấu, còn em thì không biết nấu thì chị nấu. Thì ok, chị sẽ nấu cho em luôn. Đó, chị cứ bán đơn giản vậy thôi, hoặc là cá khô. Dạ. Chị tự phơi mà ngộ lắm, chị phơi trên chung cư luôn. Xong rồi khách hàng mới nói là ê trái cây sấy thấy chị nước ngon. Thấy trái cây sấy nó cũng ngon á, em làm đi. Xong rồi ok, để em kiếm cái máy sấy. Ê, chị gửi bạn chị mua cái máy sấy ở bên Mỹ về. Ở bên đó là người ta xài điện 110, đem về mình 220 đang livestream. Mọi người ơi, em bữa nay em sấy thử cái này ngon lắm. Được, cái này là em bán cho mấy chị liền. Mới vừa cắm nó nổ một cái bét. Trời ơi, tôi nói hả, thấy bảy trời luôn, lật đật la làng tắt livestream. Rồi hồi lúc đó là cũng kiểu như tập tảnh mới vô nghề, đâu có biết điện độ đốm gì đâu. Còn chị bây giờ hả là nữ hoàng máy móc. Nhà chị cái gì cũng xài máy hết. Đến nỗi mà lột vỏ đậu bây giờ chị cũng xài máy lột vỏ đậu luôn. Máy bị gì là sửa được luôn. Máy hút chân không nhà chị mà hư cái gì là chị lên chị sửa, thay mấy cái đệm luôn. Đàn ông dễ sợ luôn. Vậy luôn. Nhân viên chị ơi. Chị ơi, sao cái máy đóng đát nó không chạy vậy? Ủa sao nó bị lên thấy nó khô mực nó mới biết. Chị cho hồi xưa chị là diễn viên đó. Xong rồi em nhớ đi phim, đồ đóng phim, mọi thứ là trong đoàn thường mọi người sẽ chăm sóc cho mình đúng không? Tự nhiên chị trở thành một người đàn ông dữ vậy chị Châu. Ý là mình tới đoàn phim cái có người tới bưng cơm, bưng nước rồi tới mình cho mình nó sướng ha. Cái nết chị là phải chăm con. Muốn kiếm nhân viên vô thấy nó làm không được, không ưng, mình phải nhào vô mình làm. Chỉ nó làm vậy chứ cái họ cái quên cái là cũng lại cứ dành. Giờ cực, như giờ cực quá rồi có nhớ cái hồi xưa đi phim không? Nghe con kêu cái tỉnh luôn hết nhớ nữa. Không, cái này của chú. Không có phá, cái này của chú cho mẹ mượn. Mê, vẫn mê, có thể là đi lâu lâu đi diễn đóng một cái vài vai mà một vài phân đoạn thôi. Dạ, để cho cái thời gian nó ngắn nhưng mà mình vẫn có cái đi làm để làm nghề. Dạ. Lắm. Vẫn thích cảm giác ăn cơm đoàn. Nhưng mà chị đồng hồ được đào tạo chính quy luôn á, không? Được, giống như từ 18 tuổi đi học, được đào tạo ra. Rồi chị bỏ luôn vậy, mẹ chị có chửi chị không? Chị đâu có báo bà đâu. Chị bỏ nghề nhưng mà chị không có báo bà. Chị bỏ nghề đó, chị quay nghề khác. Livestream mà nhiều người nói là ủa, hết thời rồi sao đi bán đồ ăn. Thì nói là cũng có thời để hết thì cũng hơn là mình có thời để hết. Thì hết thời thì kia thì tới thời này. Thì đó, bây giờ là cái thời bán hàng nó ập tới, em đỡ đâu có nổi mấy chị. Giờ em phải hốt nó thôi. Nói chung là không có báo mẹ nên là ba cũng không có chữ nữa. Chị tạo công ăn chuyện làm cho em, chị, mẹ chị nữa, gia đình, bạn bè của chị. Tất cả cái đồ ăn đó là chị ra món. Không phải thể nào mà chị một mình chị làm hết được. Dạ. Một vài món chị sẽ cho mẹ chị làm, một vài món chị cho em dâu chị làm và bạn bè. Cái quán này cho bà này. Ngày xưa đi làm trong diễn viên đi đóng phim này nọ thì chị nhớ nhất cái gì? Chị nhớ nhất là mấy cái lúc mà lăn lộn với đoàn phim vậy đó, kiểu
nó vui á, được đi đây đi đó rồi thích lắm. Cái vai nào mà chị thấy chị diễn hay nhất không? Mình diễn mình cảm thấy đã nhất là mấy cái vai ác. Thiệt, mấy cái vai ác giống chị diễn chị thấy cảm thấy nó đã đúng không? Mấy cái vai đó chị còn coi được. Kiểu như mấy cái vai mà vai mà vai khổ rồi chị thấy. Chị đang đóng vai khổ mà cháu. Ừ, đúng không? Chỉ có một hai vai ác thôi. Ngày trước là chị chuyên trị những vai mà lam lũ rồi. Nhiều mắt rồi, không khóc rồi đó. Rồi lam lũ bán đi chai rồi. Nhưng mà lên không có nghĩ khổ không? Mặc dù là cháu nó ồn thật nhưng chị giúp em một câu được không? Chị diễn lại một đoạn thôi, em rất là tò mò luôn đấy. Bởi vì lần đấy giờ em cũng tưởng tượng được cái hình ảnh đấy. Đây, bịch bánh tráng nữ hoàng đi. Chị bán bịch bánh tráng này để lo cho hai con có tiền ăn hôm nay. Khổ nghe, dạy khổ nha bà, cho cái giọng bánh tráng mặt bà kêu mua nghe chưa. Em mua bánh tráng rồi. Em mua bánh tráng rồi, bánh tráng ngon. Mấy cái này tự tay chị làm á. Tự tay chị làm chị ngon lắm chứ chị không có bỏ gì đâu. Chị không có bỏ đồ ăn gì hết. Chị làm á là làm bằng cả cái tâm của chị luôn. Chứ chị không có vì tiền. Là em cảm thấy em mua thì mua, không mua thì thôi. Chị đồ ăn của chị cũng đắt. Sai vai rồi. Không có đúng. Không có đúng yêu cầu của đạo diễn. Không, nhưng mà đoạn đầu ấy thì cho ánh mắt và khuôn mặt và cái giọng nó cũng đủ truyền tải, truyền cảm tới để mình. Em vừa định rồi bán để lo cho tiền. À, chị bán đắt lắm. À, khúc đầu là ngày trước, còn cái nửa sau ấy là bây giờ của mình. Đấy, thứ nhất là người ta ủng hộ chị vì nó ngon. Thứ hai nữa là em nghĩ là khách hàng mua hàng của chị là khoái. Cái mỏ của chị đó. Người khoái cái mỏ của chị, đúng rồi đấy. Khoái cái mỏ của chị đó. Đúng rồi. Với lại chị bán hàng á, chị quan điểm như thế này. Chị ăn được, con chị ăn được thì khách hàng mới ăn được. Dạ đúng. Và khi khách hàng đã bỏ tiền ra cho chị là khách hàng phải dùng được, đừng có nói câu chị ơi bữa nay em lỡ này chị ăn đỡ đi không nha mày, không có rảnh để ăn thử ăn giùm hay là ấy, không ăn đỡ. Mày đã bán mắc rồi là phải bán ngon chứ không phải là mày là nghệ sĩ rồi là mày bán dở rồi tao ủng hộ mày. Chị quan điểm nghệ sĩ là một cái vốn của mình là nhiều người biết đó. Nếu như mình xài không đúng á, mình bán đồ dở người ta ủng hộ mình. Trời tội nghiệp nhóm năm đứa con. Thương quá, đúng tôi thương quá, tôi mua giùm. Trời ơi má ơi, nó bán dở mà nó bán mắc thấy ghê. Thôi má đừng có mua nha, đừng có mua nha cưng. Là em gãy liền. Dạ, khi mà mình làm vậy thì sẽ không được lâu dài. Đúng rồi. Em thì cũng chỉ buôn bán nhỏ, em bán bún đậu thôi. Nhưng mà thật sự cái chất lượng và cái vẫn là cái quan trọng nhất. Đúng. Còn rồi. Người ta ủng hộ chỉ mình một thời gian đầu thôi. Đối với mẹ chị và em chị cũng vậy. Chị nói cái này không ngon trả về, chị rất là sòng mặt. Nhưng mà chị chấp nhận, chị đang là diễn viên nè, xong rồi chị sinh con nè, chị bắt đầu mới bán đồ ăn. Cái đoạn đó phải là từ diễn viên bán đồ ăn liền đúng không, còn khúc đẻ nữa. Rồi lúc mà chị đang bị coi diễn viên thì chị có nói chị có bầu, mẹ chị sao? Có bầu thì chị đâu có nói có bầu, là khi mà chị đẻ thì chị mới nói. Hả? Chị đẻ mà kêu bả lên. Ủa chị có bầu bụng chị bự ra chị cũng giấu được luôn hả? Chị ở đây chị nói chị đi phim, mẹ chị tính, chị gọi điện thoại về thôi, phải tham rồi nọ. Ok, chị nói chị đi quay phim mà, lúc đó là thiệt. Có bầu mà đi một lúc hai phim xích cơm. Một phim là chị nói với đạo diễn, chị nói là chị có bầu lỡ rồi. Lỡ em ơi, mảnh lỡ. Giờ vậy sửa kịch bản, xích cơm mà, cái này sửa kịch bản được. Sửa kịch bản có bầu luôn hả? Rồi xong rồi một cái phim là đóng vai Oxin, mà Oxin khùng nữa. Bà có nội Oxin đi mặc đồ thăm bắp, đâu ai thấy đâu. Xong rồi khi mà chị sanh rồi thì chị mới kêu mẹ chị lên, thấy con phái quá. Chị sanh luôn rồi chị mới gọi. Đúng rồi. Chị sợ là tại vì mẹ chị là chị lớn tuổi dưới quê. Dạ. Con gái mà lớn mà không có con. Chồng chị quen, diễn viên chị quen. Mẹ chị xìu không có nổi, chị sợ vậy nên là thôi. Chị nói là giờ thấy cái cháu khoái không? Khoái, mà lỡ sau này có ai nói gì nữa ra nó vô rồi. Rồi sao mẹ chị nó không biết. Nó không biết gì, người ta có sống cho mình đâu mẹ không biết. Khi nào mà ta nói vậy mà mẹ bệnh, mẹ té gần chết thì mẹ sợ. Rồi nhưng mà có ai nói gì không? Về quê người ta có nói gì không ở đây? Thì người ta cũng nói sau lưng mình thôi. Mà mẹ chị có buồn không? Có, nhưng mà chị mới nói là người ta nói sau lưng mẹ thôi chứ có đâu người ta nói trước mặt mẹ không. Người ta cứ đứng sau lưng mẹ, mẹ cứ để người ta đứng sau lưng mẹ đi. Chừng nào người ta đứng trước mặt mẹ người ta nói thì mẹ mới nói lời. Hết buồn rồi. Và là có buồn? Có buồn lúc đầu. Tại vì lúc đó là cái công việc của chị nó cũng chưa có ổn định. Dạ. Mẹ chị cũng hơi buồn. Kêu đến giờ là bà thấy hai bà này mơi. Giờ nhà biết nó ta. Trời ơi, tới giờ nó chưa có chồng. Bây giờ tao cho nó tiền đi làm con giống mày đi. Mày con tay mới chịu nha. Con tay mới chịu. Em có định. Nhưng mà hơi ngán quá. Mẹ cho tiền. Mẹ thấy hai bà này mẹ mê quá. Kêu để thì mẹ cho tiền. Em ngán chăm em bé. Chưa có gì đó. Rồi tại nói với bụng lừa qua đi chút xíu qua ngủ. Trời ơi tự nhiên không có ai biểu ngủ con tao qua luôn. Tự nhiên cái ngủ con tao qua chơi. Cái qua cỡ khoảng 10 phút sau cái gọi đi. Nó về đi mệt quá. Hồn quá em ly quá. Mà cứ lâu lâu cứ đòi coi chở qua cho bằng được. Em ăn quá chị ăn của người ta nên có quà cho người ta. Dạ. Có quà nó ăn quá chị ăn.
Dạ thì mình ăn thì cũng ăn rồi, chia sẻ thì cũng chia sẻ rồi. Bây giờ sẽ là một món quà đặc biệt. Bà ngoại, bà đâu vậy? Bà ngoại đang đâu vậy? Bà ngoại đang châu Âu. Châu Âu hả? Con đừng lấy ra đổ ra nè. Đâu ra gì? Đây. Ủa, đâu ra vậy? Xin chào chương trình Nhà Có Khách. Hôm nay đáng lẽ mẹ ở nhà dự chương trình cùng các con, nhưng mà mẹ mất đi du lịch rồi. Thì rất vui vì các con đã làm ăn, mẹ thấy cũng mừng. Mẹ lúc nào cũng ở bên các con, ủng hộ các con. Mẹ rất vui vì sự thành công của con gái mẹ. Mẹ không giúp gì được cho con gái, mẹ chỉ đứng đằng sau ủng hộ tinh thần giúp các con trông các cháu. Mẹ chỉ mong con gái mẹ chăm giữ gìn sức khỏe, chăm các con tốt. Nếu được thì mẹ cũng mong con được một chỗ dựa để con đỡ vất vả hơn. Chúc các con luôn khỏe, là mang phát tài. Cảm ơn chương trình nhiều. Bye bye. Hay không? Trời ơi, quá luôn, biên tập ghê gớm thiệt. Trời ơi. Em cảm nhận sau khi quay clip là bác đang rất là tự hào về chị, thật sự. Hồi trước là cũng sợ này sợ nọ, nhưng mà như hồi nãy chị nói là lúc đó là chị sự nghiệp chị chưa có ổn định, tinh thần chị chưa có vững á, nên mẹ chị lo. Nhưng mà bây giờ là mẹ chị rất là thoải mái, chị làm cái gì cũng được. Cái lúc mà chị sinh con chị ra, chị không có tiền, trong người không có đồng nào luôn. Chị mượn tiền, chị mượn mẹ chị 500 triệu. Dạ. Xong rồi cái mẹ chị nói mẹ không có tiền, mẹ có sổ đỏ mẹ đem cầm. Đưa luôn. Mà hỏi chị làm gì? Làm ăn. Không hỏi chị một câu là mày làm ăn cái gì. Chị đi đẻ, không có hỏi chị làm cái gì hết trơn. Làm cái gì là cũng là ủng hộ hết nha. Không có hỏi. Khoảng mượn 500 triệu đi đẻ nhiều vậy? Mượn phòng hờ để đó thôi. Ít nhất là đẻ xong mà cỡ khoảng 4, 5, 6 tháng sau là mình phải dự trù, là mình không có đi vậy nổi. Nhưng mà được một cái là vừa đẻ xong một tháng là chị nhận phim, chị đi luôn. Có tiền liền mà. Có tiền liền. Trời thương. Con chị bắt đầu ăn dặm là bắt đầu lúc đó là chị mới bắt đầu là vô là business liền. Doanh nhân cá khô liền. Mới bắt đầu có tiền trả nợ ngân hàng. Dạ. Từ từ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn biên tập. Dạ ngày hôm nay thì cảm ơn chị cũng như là anh Châu tựa tới với chương trình. Riêng em chúc chị sức khỏe, buôn may bán đắt, ra mà cái loại sản phẩm nào là được mọi người ủng hộ hết. Chúc các con, các cháu thật nhiều sức khỏe và ngoan ngoãn. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình đã có một cái thời gian rất là dài để chị có thể chia sẻ những cái điều vui tươi trong cuộc sống của chị đến quý khán giả, để cho mang một cái nguồn năng lượng tích cực vui vẻ đến đúng cho các mẹ, các quý khán giả. Để từ khi cái công việc mình nó mệt mỏi quá mà mình coi cái chương trình nó sướt mướt, nó mệt rũ rũ, nó mệt lắm, mọi người cứ suy nghĩ thoáng lên, nó đúng, vui tươi lên, nó tích cực lên một chút xíu là cuộc sống mình nó tự nhiên nó may mắn nó sẽ đến. Ai Châu, em có điều gì muốn nói trước khi kết thúc chương trình không? Tiên là em cảm ơn chương trình đã mời chị em và mà em đến chương trình để chị em có thể, em cảm thấy là chị em là một người truyền cảm hứng cho mọi người rất là tốt. Ngay cả bạn em khi mà biết chị em á, nói là chị mày giỏi quá, chị mày có thể một mình nuôi con rồi chăm con gì rất là giỏi. Thật sự là chị đã tạo công ăn việc làm cho nhà em, cho em và cho mẹ em. Mẹ em bây giờ thì hầu như là mọi người trong nhà đều làm cho chị hết, làm tất cả sản phẩm để cung cấp cho chị. Đó là điều đặc biệt là em muốn gửi lời cảm ơn đến chị em. Trời ơi, người nào giờ mới biết nó ủng hộ mình, nó cái gì nó cũng chê mình hết trơn hết trọi luôn. Đấy, bởi vì những cái gì chất lượng nhất, những cái gì tốt đẹp nhất thì thường thường để tới cuối chị ạ. Quá tuyệt vời em ơi, thì hy vọng rằng gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau, thật nhiều sức khỏe. Cho em gửi lời hỏi thăm bác nhé. Dạ. Dạ vâng, như chị nói đấy, ngày hôm nay thì cảm ơn chị Châu đã tới với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Và hôm nay xin được mượn chị Châu nói một câu: cuộc sống của chúng ta cứ suy nghĩ tích cực đi. Khi chúng ta suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ trẻ lâu và cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn mọi thứ, và thành công nó sẽ tới thôi. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Gia đình chúng em xin được chào quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.